Yo, hello, what's up, chào em nha, quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đấy mọi người nhá. Chào anh em, game tài chính mình đây, từ đường phố các bạn. Ok, quay trở lại video ngày nay chưa video cho anh em xem video, vậy đầu video như xem like và một đăng ký kênh channel phát triển nha, mọi người rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày nay thì chúng ta tiếp tục hành trình đụng có quà và đến con nạc dân chơi gà của anh em nhé. Hôm nay qua đây quay tiếp các bạn. Thì như anh em đã biết, hiện tại thì chúng ta có quả thư quà có sự kiện web khá là ngon các bạn. Tuyệt vời luôn anh em, đụng có quà luôn nào. Ừ, đây tính nhập code để nhìn trông cho nó rực rỡ các bạn. Đây, hiện tại chúng ta có quả qua đây, quả có khá là ngon. Tiện hôm nay cũng là ngày cuối cùng đến 9 giờ sáng mai anh em, chứ gọi là ngày cuối cùng đến 9 giờ sáng mai mới kết thúc, nhưng mà cũng gọi là ngày cuối cùng của chuỗi sự kiện săn tướng mới anh em, cái đồ dạng này. Đặc biệt là trong tuần này thì khi bạn đạt được góc mốc săn thì các bạn sẽ nhận được free thêm tướng nữa anh em, rất là ngon thì các bạn tranh thủ đi săn. Đằng này thì đang có 258 thùng bia các bạn, đó, thì tôi sẽ cố gắng kiếm thêm thùng bia và quẩy con đằng này luôn. Chứ tiền thì chắc chắn là không nào thiếu được code rồi anh em. Code hiện tại chúng ta có hai quả code hot nhất hiện tại, một cái này thì đó là code tuần và còn một một cái là code tuần dùng chung, và một cái đó là VIP code tri ân. Đây các bạn, VIP code tri ân thì các bạn bắt buộc phải đi qua bên fanpage của nhà phát hành và đi vào đường link của bên sự kiện tri ân khách hàng thì các bạn đấy nhá. Thì nói về vụ VIP code tri ân thì tôi đã có video hướng dẫn anh em nhận rồi, nếu như bạn nào chưa nhận thì tranh thủ xem lại video và nhận. Ok, đấy, hiện tại thì chúng ta đang có một số sự kiện như vậy. Code thì đây anh em, bên này chúng ta có VIP vàng thôi, chỉ một Bentley 10 FP, 10 thùng bia và 5 xu cao cấp, nói chung là đại khái là cũng được anh em. Rồi chúng ta có vài quả code bạn nộm tổng quà nè. Ok, 20 thùng bia, 7 17 Bentley 7 FP, 200 dép Luffy, 40 thùng bia nè. 40 cốc bia vàng nữa anh em, ngon lành. Hơn nữa thì tuần này chúng ta có sự kiện sốc kim cương anh em. Ở đây thì các bạn loanh quanh thì các bạn sẽ mua được tầm 40 đi. Ok bạn, 40 lần đúng không? Được 41 lần anh em, thiếu 9 lần nữa là hết. Đó, cho bạn xu bằng quay nữa anh em. Giờ trẻ tôi quay ra ngoài đập cốc bia vàng. Được 350 cốc bia vàng anh em, kiếm mấy cả xu bằng quay. Hợp lý các bạn, cái này hợp lý đó. Ok, chắc là anh em đợi xíu nha, tôi xử lý đám cốc bia vàng với xu vòng quay, tôi quay bạn coi nhá. Ok. Ok bạn, xong nha. Lượm quà là anh em. Thêm được 85 thùng bia anh em, cũng được các bạn. Thêm được 85 thùng bia nè. Ok, bên là thám hiểm 1P, chắc là sẽ chơi bên xu vòng quay đi anh em. Thêm ít xu nữa về các bạn, nó là thêm hai vòng nữa. Cũng được. 5 6 7 8 9 10. Ok các bạn. Thêm 150 xu nữa sự kiện. Hồn hải tặc anh em, tôi vừa mới ghé qua, cũng lấy thêm 100 thùng bia nữa thôi anh em. Mười ba xu nữa cũng được các bạn, rồi ok. Thêm được hai lần xu quay nữa anh em. Vậy là chúng ta có tầm hơn 200 thùng anh em. À quên, lộn, hơn 300 thùng anh em. Tổng này hơn 300, hơn 400 bạn, được tầm 450 thùng. Quá kiếm 600 thùng bia xem được không. Và đang mong rằng này sẽ ra tướng ngon anh em. Rồi, trước mắt là chúng ta được bao nhiêu rồi đây, 473 thùng bia rồi anh em nhá. Giờ thì vào việc thôi anh em. Funky, để xem đây nhân phẩm tôi đến đâu nào anh em. Để xem là nhân phẩm mình tới đâu đây. Ok, tới nào bạn ơi. Ok bạn ơi, tới nào. Chopper. Tiếp tục. Gia căng đấy nhờ. Frankie. Tatsaki, Sanji anh em. Khởi động ra Sanji à. Ây da, sâu xa hơn, thâm sâu hơn xem nào. Rớt được ra tướng nào ngon ngon không. Chopper. Momonga. Anh em quay sự kiện hết chưa? Tình hình úp tướng đến đâu rồi? Cả đồ của anh em mấy rồi? Nhà tôi vẫn 9 sao thôi anh em. Vẫn 9 sao đều, chưa lên hơn được. Right. Funky, ok. Tới tiếp nào. Momonga, Funky tiếp bạn, rồi ok.
Chopper, thú cưng hảo ngọt à, Đại Khai, Gadil, ok, Luffy, Sanji. Luffy Wallo anh em cũng được này. Dần Luffy Wallo anh em cũng ngon. Rapan. Lo Wallo quên nói là về anh em. Thì nó Wallo thì không phải hay lại gọi nào bên chính xác. Có vẻ như ạc này đập ở bên bỉ không ra được anh em. Các bạn đập hên á, tìm đúng hệ mà nó ra, ít nhất các bạn sẽ ra được một form. Còn đập hên hơn thì các bạn sẽ được hai form nhé. Với tôi test thử rồi anh em, nói chung là một mùa sự kiện thì mỗi hàng nó sẽ rơi vào một hệ anh em, kiểu gì cũng vậy. Chỉ cần các bạn đập đúng hệ thì y rằng các bạn sẽ lượm được Kaido. Với tôi đập hạt kia đã rơi được 2 form anh em, vừa rồi. Xả 2k4 thùng đấy anh em, là chưa xem lại clip đấy anh em. Tôi test mỗi bên 600 thùng anh em, thì đúng chỉ có một hệ rơi ra thôi. Hôm đấy thì hạt này là hệ nhanh nhẹn. Trong khi hạt bữa tôi đập lại ở biển bỉ các bạn, đấy. Thì chứng tỏ là chắc là mỗi lần sự kiện thì Nami sẽ chơi kiểu cũng kiểu rút bài thăm thẻ may mắn thôi. Anh em đập đúng hệ mà ra tướng thì y rằng các bạn sẽ nhận được tướng mới. Không được thì coi như là các bạn đen đấy. Thì này anh em có ý định xả vài trăm thùng ấy thì các bạn cứ nhớ đấy điều đấy anh em. Các bạn xả thì nên chia đều ra cho mỗi hệ khoảng 400 đến 500 thùng anh em, thì cơ hội các bạn nhận được một tướng, thêm 1 đến 2 tướng là cao hơn. Chứ đừng nói đỏ đen ở đây anh em, chắc chắn là như vậy. Tôi nghĩ cái bài ẩn là như vậy anh em. Thì nó chắc chắn là nguyên lý game của game đưa ra các bạn. Tất nhiên là rơi vào mỗi hạc kiểu anh em thì người nhanh nhẹn, người bền bỉ, nhưng mà các bạn đập 600 thùng thì không thể nào chắc chắn là lúc nào cũng vào đúng được cái hệ mà chúng ta đưa ra tướng. Nên thường đen là như vậy anh em, các bạn chú ý điểm này. Cũng chỉ là cá nhân tôi suy đoán ra thôi anh em, nhưng mà đúng là như vậy gọi nha. Đập đúng hệ thì sẽ rơi ra. Và nhiều thùng cỡ đấy quá anh em, chưa đủ để nhữ. Kurodai, rồi bên này Kurodai, vì không lẽ hàng này lại là ở bên sinh khí à? Không biết được các bạn biết đâu được, lại rơi ra quả Kaido giờ lại đau đầu anh em. Lại ngỡ người không biết tại vì sao. Rồi nhưng mà trước mắt hiện tại nó chưa rơi anh em. Ok, chúng ta thu về được 130 copy vàng à. 3 form anh em, mới được 3 form Kaido thôi. 8 điểm 1P. Nó chọn 40 anh em, thêm được 20 thùng bia trên này nữa các bạn cũng được anh em lên luôn. Ok bạn, nói chung ngon, cũng ngon anh em. Rồi. Cố gắng hoàn thành mục tiêu thôi. 30 này. 4, 3, 5, mai lại sự kiện tuần mới rồi các bạn. Tuần này nhận, tuần sau này đánh boss anh em, tuần sau đánh boss này cũng được đấy chứ. Lượm qua 20 thùng nữa. 20 thùng nữa anh em. Rồi nhưng mà chưa thấy gì các bạn nhé. Ok, mở form qua nào. Funky, Sabo. Toàn form cũ thôi anh em. Được Bullet này. Tạm bỏ được con thua anh em. Shirahoshi, Zoro. Để thêm được một Luffy Wallo. Ok, các bạn chúng ta được 3 Kaido rồi anh em. 9 sao. Hơi tiếc các bạn, thật sự là hơi tiếc anh em. Nhưng mà tiếc thì cũng vậy thôi, biết sao giờ. Hiện tại nhiệm vụ chiến trường nữa cơ, chắc tôi cày nốt nhiệm vụ chiến trường nữa, xong hết sự kiện mùa lại anh em. Còn cái chiến trường nó mém được quên đấy. Ok, quá sốp giải test nhân phẩm lần cuối là anh em. Được trực tiếp mà không thì off video. Bảy dương may mắn, thêm được 700 xu. 700 xu đây. Không được 100 xu nào luôn anh em. Vậy thôi, video của sự kiện ngày hôm nay tôi kết thúc đây. Hẹn anh em ở clip theo. Cảm ơn các bạn đã dõi theo video kênh Từ Đường Phố. Nhiều đồng quyền đăng ký một like và một share ủng hộ cho nó nhé. Hẹn gặp các bạn ở video theo, ở clip này.